Chào cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin trước cái ngày mà diễn ra vòng 19 V-League năm 2022. Thái TV xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là cái lịch thi đấu và kênh trực tiếp vòng 19 V-League năm 2022 nha quý vị. Quý vị và các bạn cũng đã biết là chúng ta chỉ còn khoảng cỡ 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Và hiện tại bây giờ cuộc đua trụ hạng đang còn rất là gay cấn. Còn cái cuộc đua vô địch đó, thì hiện tại bây giờ Hà Nội FC họ đang còn là dẫn đầu với khoảng cách cũng khá an toàn với lại là đội xếp thứ hai. Nhưng mà ở cái cuộc đua trụ hạng cực kỳ hấp dẫn nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu như sau. Vòng 19 V-League năm 2022 diễn ra vào 2 ngày, đó chính là ngày 14 và ngày 15 tháng 10. Hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn trong cái cuộc đua trụ hạng giữa 5 đội bóng Sài Gòn FC, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Nam Định. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, vòng 19 V-League diễn ra 4 cặp đấu. Thanh Hóa gặp Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ sân Thanh Hóa. Kênh trực tiếp là kênh VTV5. Còn tiếp tục là cặp đấu giữa Hà Tĩnh gặp Đà Nẵng. Trận đấu giữa Hà Tĩnh Đà Nẵng diễn ra vào lúc 18 giờ sân Hà Tĩnh, trực tiếp trên On Sport News của truyền hình cáp Việt Nam. Trận đấu tiếp theo cũng rất là đáng chú ý, đó chính là cặp đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ trên sân Pleiku của Gia Lai, trực tiếp trên hai kênh, đó chính là kênh VTV2 và VTV5. Còn tiếp theo là cái cặp đấu giữa Sài Gòn FC và câu lạc bộ Viettel, một cái đội bóng đang còn đại chiến với lại cuộc đua trụ hạng với lại Thành phố Hồ Chí Minh và các cái đội bóng khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nam Định, và gặp một cái câu lạc bộ rất là mạnh, đó chính là câu lạc bộ Viettel. Trận đấu giữa Sài Gòn và Viettel diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút trên sân vận động Thống Nhất, trực tiếp trên kênh On Football. Tiếp theo nữa là quý vị và các bạn cũng đã biết là diễn ra các cái cặp đấu còn lại là vào ngày 15 thì Thái TV sẽ thông báo đến cho tất cả quý vị và các bạn sau nha. Nói chung tạm thời là các cái trận đấu vào ngày 14 tháng 10 năm 2022 và khí kênh trực tiếp trước. Và bây giờ thì Thái TV cũng điểm qua các cái thông tin cũng đáng chú ý. Hải Phòng có được 29 điểm, cần một cái chiến thắng trước Thanh Hóa, 24 điểm để cạnh tranh trong top 3 chung cuộc. Trái lại thì Thanh Hóa cũng mơ đến thành tích cao hơn so với hạng năm hiện tại. Hà Tĩnh có được 16 điểm, thật sự là một cái trận tử chiến với lại là SHB Đà Nẵng có được 17 điểm. Đội thua có nguy cơ bị hai đội xếp sau là Sài Gòn FC và Thành phố Hồ Chí Minh qua mặt nhóm cuối bảng xếp hạng. Đội cuối bảng xếp hạng Sài Gòn FC 15 điểm cũng phải vượt khó trước câu lạc bộ Viettel rất là hùng mạnh. Câu lạc bộ Viettel hiện tại bây giờ có 29 điểm, đang trong nhóm cái đua vô địch như quý vị. Ngày 15 tháng 10 năm 2022 diễn ra hai cặp đấu là Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cái cặp đấu giữa Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 17 giờ sân Bình Dương và trực tiếp trên On Football. Và cái cặp đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội gặp Nam Định, trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút trên sân vận động Hàng Đẩy, trực tiếp cũng là trên kênh On Football. Thêm thử thách cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khi làm khách tại Bình Dương trong cái cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ có được 16 điểm, đang còn quyết tâm rất là cao, hứa hẹn sẽ có cái kết quả tốt trước Bình Dương có được 22 điểm. Ở trận còn lại thì Nam Định có được 19 điểm, khó cản Hà Nội FC. Hiện tại bây giờ họ đang ngồi dẫn đầu có được 34 điểm, đang chơi thăng hoa và hướng đến danh hiệu vô địch. Đó chính là những cái thông tin mà Thái TV muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn, là cái lịch thi đấu của tất cả các cái đội bóng tại vòng 19 V-League năm 2022 nha quý vị. Và thật sự đây là một trong những cái vòng đấu cuối của V-League. Hiện tại bây giờ V-League chỉ còn 8 vòng đấu nữa. Sau cái vòng đấu này nữa thì chỉ còn 7 vòng đấu nữa. Và đội nào mà trong cái cuộc đua trụ hạng thì tất cả vòng đấu còn lại họ đều là những cái trận chung kết nha quý vị. Tại vì cái cuộc đua vô địch thì không có nói rồi, tôi không nói rồi. Nhưng mà cái cuộc đua trụ hạng là phấn đấu cả năm mà bị rớt xuống hạng năm sau thì cứ uy tín của cái đội đó rồi các nhà đầu tư tài trợ mất hết. Cho nên là thật sự là tất cả các đội họ bây giờ là họ làm bằng mọi cách, họ không còn cách nào để họ họ còn đường lùi nữa, và làm bằng mọi cách, tất cả các trận đều là những cái trận tử chiến đối với họ, và thật sự rất là hấp dẫn. Ở cái khu vực cuối bảng có tới 5 đội bóng hiện tại bây giờ đang còn rơi vào nguy cơ, thậm chí Hoàng Anh Gia Lai luôn nha quý vị. Hoàng Anh Gia Lai hơn cái khoảng cách giữa các đội cuối bảng cũng chỉ 6-7 điểm mà thôi, mà 8 vòng đấu còn lại Hoàng Anh Gia Lai chỉ cần sơ sẩy 2-3 trận nữa thôi là rồi đó nằm xuống dưới đó luôn đó. Rồi sau rồi năm sau là không có thấy là ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League là thật sự một đáng tiếc nha, tại vì rất là nhiều cái ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đó. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin. Hôm bữa giờ thì chúng ta nghe là nó cũng xôn xao về là Chanathip gọi là Messi Thái không có chịu tham dự AFF Cup vào cuối năm nay. Thì nói chung là bên Thái Lan á, họ có khả năng là Chanathip không có về để mà thi đấu AFF Cup á. Và bên Việt Nam của chúng ta thì biết ai không? Quang Hải á. Nếu như Quang Hải mà thi đấu tốt trong cái thời gian sắp tới tại POC, có khả năng POC họ không có chịu cho về, tại vì thi đấu AFF Cup diễn ra một cái thời gian cũng rất là dài và ảnh hưởng tới POC. Họ cũng thi đấu trong thời gian đó, họ cũng đang thi đấu tại Lit 2 nữa, cho nên là chúng ta thiếu, họ thiếu thì chúng ta cũng thiếu thôi. Tại vì cái giải AFF Cup này nè là cái giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, tuy rằng là chúng ta thấy nó hay, nó hấp dẫn, rất là quan trọng đối với lại là giải bóng đá Đông Nam Á, nhưng mà nó không nằm trong hệ thống FIFA, và cho nên là các cái đội bóng họ có quyền, câu lạc bộ họ có quyền họ giữ cầu thủ của họ lại. Và thật sự là hiện tại bây giờ Quang Hải rất là muốn về và cũng đang còn thuyết phục huấn luyện viên đấy, nhưng mà thật sự cũng cầu mong cho Quang Hải vừa chơi được thăng hoa ở đội bạn và vừa về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tại vì đội tuyển quốc gia của chúng ta thì cũng đâu có bao nhiêu giải mà để mà đỉnh cao đâu đấy, cho nên là thật sự nếu như mà không về phục vụ được thì rất là đáng tiếc cho Quang Hải và bản thân Chanathip nha quý vị. Và bây giờ thì Chanathip cũng đã có cái lời phản hồi trước tất cả những cái thông tin trên như sau. Thì tôi từng đi đá bóng không lương, chỉ khao khát cống hiến cho đội tuyển quốc gia đó. Chanathip mới đây đã nói những lời ruột gan dành cho cái lứa cầu thủ trẻ của Thái Lan sau những cái thất bại ở các cái giải đấu. Anh đã nói như vậy là sau tất cả những cái giải đấu là đã thất bại thì phải đá như thế nào, phải quyết tâm như thế nào hơn nữa. Mới đây thì tiền vệ Chanathip có những phát biểu trước truyền thông Thái Lan về cơ chế hoạt động của đội tuyển quốc gia Thái Lan sau lứa trẻ của Thái Lan không đạt được các cái kết quả tốt gần đây, và anh đã phát biểu như sau: trong cái quá khứ môi trường chơi bóng đá của tôi khác hẳn bây giờ, quay trở lại hồi đó tôi thậm chí còn chẳng có lương thưởng gì, tất cả những gì chúng tôi, những cầu thủ trẻ khi đó mong muốn là được cống hiến và mang về chiến thắng cho đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm đó tôi hoàn toàn chấp nhận huấn luyện viên lúc đó chỉ bắt chúng tôi chạy và chạy, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể chiến đấu. Tuy nhiên, ngày nay các cầu thủ trẻ có được mọi thứ từ nguồn lực, công nghệ, khoa học, thể thao tốt hơn, và tôi nghĩ kết quả cũng phải tốt hơn. Tôi luôn cổ vũ và ủng hộ các cầu thủ trẻ, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Thái Lan cần chơi bóng tích cực hơn. Tôi nghĩ nên tích cực trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trước 23 tuổi để sau đó họ được phát triển tài năng và không bị mắc kẹt nữa. Cuối cùng tôi chỉ muốn các cầu thủ trẻ suy nghĩ, muốn chơi cho đội tuyển quốc gia thì hãy cố gắng tập luyện hết mình. Trước đó thì ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan là Chanathip tuyên bố sẽ không về dự AFF Cup năm 2022. Anh cho biết AFF Cup tôi cũng đã tham dự 4 lần. Lần này tôi không muốn góp mặt, tôi muốn nghỉ ngơi để có được cái thể trạng tốt nhất, bình phục trở lại sau cái chấn thương. Ngoài ra những cầu thủ trẻ chờ đợi cơ hội phát triển, họ cần được tạo cơ hội tại đội tuyển quốc gia và xây dựng đội tuyển mạnh mẽ để có thể chiến đấu ở cấp độ cao là châu Á. Đó chính là những cái lời động viên của Chanathip. Thật sự là Chanathip không có muốn về tham dự AFF Cup là một cái tổn thất cho đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng mà Chanathip muốn là các cầu thủ trẻ bây giờ, kế cận bây giờ là thi đấu tại giải AFF Cup đó thì chúng ta mất Quang Hải, thì bên phía Thái Lan họ mất Chanathip, hề vốn không có gì hết trơn á. Bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Quý vị và các bạn muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nha. Đây nè, ngày hôm nay thì Thái TV mới về một cái sản phẩm, đó chính là cái loa phóng thanh, người ta còn gọi là cho vui là loa bán hàng rong 50W nha quý vị, có được cái chế độ Bluetooth cho quý vị luôn. Những cái loa cũ đời cũ như trước á, thì nó không có cái chế độ Bluetooth, nhưng mà cái loa mới như bây giờ nó cải tiến lại có cái chế độ Bluetooth. Quý vị và các bạn không cần phải là ghim thẻ nhớ hay là ghim USB vào loa xài nữa, mà quý vị và các bạn chỉ cần sử dụng một cái smartphone thì quý vị và các bạn kết nối Bluetooth là quý vị và các bạn sẽ xài qua chiếc smartphone đó, rất là thuận tiện như quý vị. Cái video mà sử dụng cái loa này này, test cái loa này này, thì quý vị và các bạn hãy tìm kiếm vào Google, tìm kiếm vào cái thanh tìm kiếm của YouTube là test loa phóng thanh mở ngoặt đóng ngoặt loa bán hàng rong 50W, rồi xong rồi ghi thêm chữ Thái TV vào Enter là sẽ ra. Hoặc giả là quý vị và các bạn có thể là click vào đường link phía dưới phần mô tả video này, Thái TV có để đường link test video này, quý vị và các bạn vào đó xem. Nếu như mà ok thì quý vị và các bạn hãy liên hệ lại với Thái TV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.